MGZS Smart Up STD mới ra mắt tại Việt Nam được thiết kế nhằm hướng đến đối tượng khách hàng trẻ và các gia đình những người đang tìm kiếm một chiếc xe với thiết kế nổi bật, không gian rộng rãi, công nghệ tiên tiến, vận hành tối ưu và an toàn với giá thành hợp lý. Đề xuất giá bán của ZS Smart Up STD là 519 triệu. Với sự xuất hiện của bản STD, MGZS hiện có giá bán giao động 519 đến 619 triệu. Mức giá của MGZS khá dễ chịu trước các đối thủ như Ford EcoSport giá 603 đến 686 triệu, Hyundai Kona giá 636 đến 750 triệu, Kia Seltos giá 599 đến 719 triệu và Toyota Corolla Cross giá 720 đến 910 triệu. Tất cả các mẫu xe MGZS Smart Up đều được bảo hành 5 năm không giới hạn số km cùng nhiều ưu đãi, như 5 lần bảo dưỡng miễn phí bao gồm vật tư và nhân công và 5 năm sử dụng dịch vụ MGK 24 trên 7. Cùng với hai phiên bản COM và LUX đã ra mắt trước đó, phiên bản STD cũng được trang bị những thay đổi đáng kể về ngoại thất như đèn pha full LED. Cụm đèn hậu LED dáng khói mờ, lấy cảm hứng từ trường đua Silverstone mang tới những trải nghiệm ánh sáng thú vị. Ngoài ra, cản sau thiết kế khí động học và ống xả giả đã xuất hiện ở khu vực này giúp xe cân đối hơn bản cũ. Những đường gân nổi trên thân xe cùng bộ mâm 16 in đem lại thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn và thể thao hơn. Thiết kế nội thất MGZS thế hệ mới mang đến cho khách hàng là sự cao cấp với tông màu đen cùng các vật liệu như bọc da pu, đường vân giả carbon, kết hợp hài hòa với điểm nhấn là hàng ghế đầu được thiết kế theo kiểu dáng thể thao. Bên cạnh vô lăng đa chức năng với hệ thống Cruiser Control được thiết kế riêng biệt, MGZS mới còn sở hữu màn hình 10 in thông minh, được phát triển bởi chính MG, hỗ trợ kết nối cả Apple CarPlay và Android Auto mgz Smart Up STD mới sở hữu khoang chứa đồ ấn tượng với dung tích 359 lít và tăng lên tới 1.166 lít khi hàng ghế sau được gập linh hoạt 6040. Nắm bắt nhu cầu của nhóm khách hành thành thị, chiếc xe còn được trang bị thêm các cổng USB cho camera hành trình, cổng USB hàng ghế sau, hệ thống lọc bụi mịn, Smart Key, tạo nên không gian sinh hoạt đúng nghĩa trên một chiếc SUV đô thị cỡ nhỏ. Xe được trang bị bộ hộp số vô cấp CVT hoàn toàn mới với 8 cấp giả lập duy nhất trong phân khúc với 3 chế độ lái ấn tượng, thành thị, cho cảm giác lái hiệu quả tại khu vực đô thị. Tiêu chuẩn, cho những điều kiện lái xe thông thường. Thể thao, mang lại những trải nghiệm mới mẻ và mạnh mẽ với dòng xe đa dụng cỡ nhỏ. Những trải nghiệm mới mẻ biến chiếc xe động cơ 1.54 xi lanh, công suất cực đại 112 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và mô men xoắn cực đại 150 Nm tại 4.500 vòng trên phút. Xe sở hữu tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, kiểm soát phanh ở góc cua, cảnh báo phanh khẩn cấp, chức năng làm khô phanh đĩa và biến áp suất lốp trực tiếp và hai túi khí. Xe được phân phối với 4 màu ngoại thất: trắng, đỏ, đen, bạc. Cùng với việc ra mắt MG Red Smart Up STD, hãng cũng giảm giá bán cho mẫu xe MG HS. MG HS STD Sport giá cũ 788 triệu, giá mới 719 triệu. MGHS Lux Châu Phi giá cũ 888 triệu, giá mới 829 triệu. MGHS Lux AVKD Châu Phi giá cũ 999 triệu, giá mới 949 triệu. Xe cộ ZZZZ